cổng kênh cục lại mở sớm nha các bạn. Giờ thì mấy anh em đang gom cờ lên đây, gom dây cờ. Rồi bây giờ chiếc tàu biển xuất phát vô đầu tiên nha. Sớm thì không có chạy hót bằng mấy cái bữa mỗi trễ, cho mà tập trung á các bạn, đợi chờ á. Ồ, chị này làm gì chị cái gì? Chợ quẻ mở sớm cho nên là một số anh em YouTuber ra trễ quay không được. Sáng các bạn thấy không, khuôn mặt nó hồng hồng tại vì mặt trời rất sáng nó chói á. Rồi báo động có cái ghe bầu ở trong chạy ra các bạn, cắt luôn, chết rồi. Ô anh này gan quá. Ở vậy. Không, gan là bị la. Đây có canh canh trống rồi.
là chết rồi, rồi không xong rồi. Đi trời ơi. Rồi rồi. Rồi thăm ngang luôn. Đi trời ơi, sao nó nhồi tới giết nó kìa. Tới rồi cái xà lan kia nó ve lại rồi chiếc này chạy ngang thôi, giờ nó tấp ngang rồi, đổ ngang luôn rồi. Dòng chiếc ghe này phải rồi, bởi vì ha, ảnh hơn sao tôi chỉ nãy chỉ buông cái hoa lăng này với mấy hơi nhiều này, tao chạy một chiếc ghe bầu qua cốc luôn, rồi tao còn dòng thêm một chiếc ghe nữa.
lái chạy mấy xe trên đường dọc. Quá nóng. Lục bình là cứng nha nha. Thừ không bạn? Phụ nữ mà ôm mấy xe là không phải là mấy đơn giản không bạn? Này ta chạy ra mấy cái xà lan, này ta vô ta chỉnh cống nè. Coi vậy. Ơi.